đất ở đây nha anh em ơi, ngay cụm trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 của phường Minh Thành. Nhà dân đã đông kín tại khu vực này rồi, dân cư rất đông quý vị. Ở đây quý vị, một căn nhà đang xây đó. Xây đây là cái xây mẫu buôn bán kinh doanh nha quý vị nhá. Đất này là hai mặt tiền trước sau này, và đất của chúng ta đối diện căn nhà hai mặt tiền quý vị. Đất ta ở đây, ngay đây nha quý vị nha. Từ gốc cây này chúng ta di chuyển ra đây quý vị. Ngang năm sâu 30, đất ở đô thị phun thổ cư. Ưu điểm ở đây được xây dựng tự do và lô đất này có hướng đông bắc nha. Hợp với những anh chị nào hợp với lại phong thủy và hợp với cái hướng đông bắc là hướng tây tứ trạch cho quý vị. Và ở đây quý vị di chuyển ra nhà trọ này, rồi di chuyển ra trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 của phường Minh Thành là nằm hết đây quý vị này. Đây là trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2. Những cái tường bao đây là tường bao của trường mầm non, đây cổng trường mầm non này. Kế trường mầm non là trường cấp 1, trường cấp 2 của phường Minh Thành, Ủy ban nhân dân phường Minh Thành, và đặc biệt là sân vận động của phường Minh Thành nằm ở đây luôn. Dân cư ở đây đông rồi. Đường chúng ta là đường nhựa 8 m, lòng nhựa 8 m này, vỉa hè mỗi bên 4 m, là đường 16 m dân cư. Đó, rất là đẹp, rất là sung túc. Với giá của lô đất này quý vị chỉ 5 triệu 1 m² quý vị nhé. 5 triệu 1 m², đất ở ngay trung tâm của phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đấy, về đây với diện tích 150 m² ta xây một căn nhà khoảng 100 m², còn lại 50 m² chúng ta làm sân, trồng cây cảnh, hoặc chúng ta làm cái vườn rau nhỏ nhỏ đó, rất là đẹp luôn quý vị. Quan tâm với sản phẩm này gọi Trọng Thơ. Ở đây điện đã có, nước sạch đã có, xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Quan tâm nhớ đăng ký kênh để có những sản phẩm mới nhất nha quý vị.